Thì do em dọn cửa hàng cho nên là không chỉ là xả mấy con cá mà mềm 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 mềm, bên cạnh đó em còn xả pha phu nữa nha anh em. Trong clip này là sẽ có xả pha phu nè, xả sọt nè, xả súp bơ sọt, xả kinh sọt luôn, xả nát bét luôn, mười mấy củ là có rồi anh em ha. Đó, ok anh em, bây giờ sẽ quay vô nha anh em, mình xem một số con nha, xem một số con luôn ha. Thì đây nè anh em, ở đây em có con sọt nè, trời ơi sọt mà đuôi rất là bự nha anh em, không phải sọt thuốc, sọt mấy cái tào lao nha, anh em không có làm mấy cái đó. Đó, trời ơi nó ăn gì dữ vậy, ăn dữ rồi. Cái này đó là 22 xăng anh em ơi, và cái hậu nó rất là to nha, hậu rất là nở, rất là to luôn, đầu muỗng cực kỳ nhiều luôn. Đó, con này là 19 củ chín anh em ơi, ô số 1 nha, mã clip là 248, xả luôn sọt cho anh em mình chơi luôn, chứ bây giờ dọn cửa hàng rồi thì con nào cũng xả chứ đâu có phải là con nào đâu. Đó. Rồi, ô số 2 anh em ơi, kinh sọt nha anh em, 22 xăng, đuôi càng lồng lộn nha. Đó, thì thường á sọt anh em thấy là đuôi nó rất là nhỏ. Đuôi rất là nhỏ ha, nhưng mà mấy con sọt này là đuôi càng rất là bự luôn nha anh em. Đó, mắc môi là chuẩn chỉ căng đét luôn. Ô số 2 nha, 23 củ chín, đây là kinh sọt nha, lưng gù rất là đẹp nè. Những con mà gù cỡ này á thì lớn nên nó sẽ rất là phê ha. Body này nọ rất là đẹp luôn. Còn màu thì khỏi nói rồi, fully red mà. Fully red là màu chưa bao giờ thất vọng luôn nha anh em. Mắc môi là chuẩn chỉ căng đét luôn. Tiếp theo là ô số 3. Ô số 3 con sọt này là 22 xăng luôn, bằng size với con kia ha. Nè, cái mỏ nó rất là đẹp nha anh em. Đó, ngắn ngủn luôn. Đó, 21 củ là có con sọt đẹp cỡ này là đuôi càng nè, sọt mà đuôi càng này ít có lắm nha, tại bản chất nó người ta phải thúc cho nó ăn cho nó nhiều á, thì thường là đuôi càng nó sẽ nhỏ lại, nhưng mà mấy con này đuôi càng rất là to. Đó, đuôi cực kỳ thích luôn và càng lúc nào cũng hạ ha. Bảng cao rất là cao luôn. Ô số 3 nha. Con sọt này là 21 củ. Đó, anh em thấy không? Bình thường mấy cái này không có cái mềm mềm như này 21 củ này đâu nha anh em. Bình thường nó cao hơn nhiều ha. Đó. Ô số 3 rất là đẹp luôn. Rồi, bên đây là tiếp theo là ô số 4 nha anh em. Con sọt này là đuôi siêu bự luôn. Càng rất là dài, con này là 22 củ 9. 22 củ 9 nha, vẫn chuẩn chỉ nha anh em. Đuôi càng lồng lộn luôn. Sọt mà đuôi càng rất là to. 22 củ 9 nha. Cái này là ô số 4 ha. Đó, anh em nhìn đuôi càng nữa ha. Cá rất là căng đét luôn. Căng cực kỳ luôn. Quắt tay là chạy lại liền nha. Vẫy nó lột lưng hết rồi, mấy con sọt này em đuôi hồ trắng cho nên là vẫy lột lưng hết rồi. Đặc biệt là anh em nhìn cái đuôi nè, đó, ba đuôi khích rịch luôn. Bữa nay là ô số 4 nha, xả luôn là 22 củ 9. Đó, phê chưa? 22 củ 9 nha anh em, rất là mềm. Một lát nữa là có kinh sọt, có pha phu cho anh em mình luôn nha. Clip này em sẽ quay tầm chục con hơn cho anh em mình xem ha. Đây là kinh sọt đuôi lửa anh em ơi, màu siêu vip luôn anh em ơi. Ô số 5 nha anh em. Đó, ăn uống là ngon lành nè. Anh em nhìn cái má là biết màu dữ rồi ha. Con này thì nó size nó khoảng tầm 25-27 cm, nhưng mà cái bảng cao của nó là gần 10 cm luôn. Sọt đuôi lửa luôn nha, càng dài qua hậu môn luôn, chuẩn chỉ nha. 36 củ, này là ô số 5. Em có nhận giao lưu nâng cấp cho anh em mình ha, nhận giao lưu nâng cấp luôn. Đó, ăn thì thôi khỏi nói luôn ha, nhận giao lưu nâng cấp rồi nhận góp cho anh em mình luôn. Nên thấy bộ càng dữ không? Đó, màu nè, mắt môi nè, quay rất là cận cảnh cho anh em mình xem nha. Còn em là thích xem riêng thì cứ Zalo cho em sẽ gửi clip cho anh em mình xem riêng ha. Đó, bên em có nhận giao lưu nâng cấp nha, hôm nay review cho anh em mình xem chục con sọt Papu. Xả trả mặt bằng, xả dọn cửa hàng đó. Đó, bắt đầu chuẩn bị qua ô số 6 nha. Đây, ô số 6 là super sọt, sọt hột mít luôn anh em ơi, nó tròn như cái hột mít luôn ha.
màu là siêu lên đậm lắm rồi. Đó, ô số 6 Super Short. Con này bản cao khoảng mười mấy cm luôn anh em ơi. Size của nó tầm chưa được 30 đó, 28 29 cm thôi. Nhưng mà rất là vuông luôn, con cá nó vuông dứt luôn anh em ha. Đây kia là sọt trái táo đó. Đó, 68 cũ nha. Cái này là ô số 6, 68 cũ có nhận giao lưu nâng cấp cho anh em mình ha. Ô số 6 Super Short trái táo luôn. Này nó còn ngắn hơn sọt lá nữa. Đó. Ô số 6 68 cũ nha. Đó. Rồi, tiếp theo là ô số 7 anh em ơi. Ô số 7 ha. Cái con này là con hôm trước em nuôi bên chung cư nè anh em. Đó, hôm nay em đem về em xả luôn. Đó. Dọn cửa hàng, dọn mặt bằng luôn anh em ơi. Đó. 22 cm. Super King Short. Ô số 7. Anh em thấy body nó ác không? Đó. Quá phê, màu cực chất luôn nha anh em. Body này lớn này anh em khỏi nói rồi. 33 cũ nha, ô số 7. Ô số 7, 33 cũ. Đó, nhìn anh em nhìn cái dốc đầu nó kìa. Con này lớn anh em nhìn thấy tương lai nó khủng khiếp luôn. Dốc đầu này quá đã, quá đẹp. Ô số 7 nha. 33 cũ. Ok chưa? Qua anh em có Zalo nâng cấp cho anh em. Đó. Rồi, bây giờ chuyển qua ô số 8. Con này là King Short. Đó, anh em nhìn cái bảng hết hồn chưa? Bảng lưng hết thế luôn. 36 cũ anh em ơi. 40 cm. Nhưng mà khoảng 10 mấy xăng là cái chiều cao bản lưng đó rồi. Đó. Dài khoảng 42. Chính xác là cỡ 42, 45 anh đó ha. Nhưng mà lưng nó khoảng 15 rồi. Trên 15. Ô số 8 King Short 36 cũ. Mắt môi chuẩn chỉ anh em. Không có lỗi mắt môi vậy. Đó, rồi ô số 8 nha. Rồi, ở bên đây là ô số 9 anh em ơi. Đây là semi pha phu. Ô số 9. Ồ, màu cực kỳ VIP luôn. Và em nói là chuẩn chỉ nha, không lỗi nhỏ ha. Càng hạ, đuôi to. Đó, semi pha phu anh em thấy đẹp không? 46 cũ. 46 cũ mà có semi pha phu chơi như vậy thì còn gì nữa anh em ơi, còn gì để nói nữa đúng không? 46 cũ xả nát bét luôn. Đó, trời ơi nó phê, quá phê quá phê. 46 cũ nha, semi pha phu anh em ơi, có giao lưu nâng cấp nha. Ờ nó căng kìa, đưa điện thoại qua cái là nó căng đét luôn. Rồi, phê chưa? Ô số 9 nha anh em ơi, 46 cũ semi pha phu ô số 9. Đó. Quá đẹp. Rồi, đây là ô số 10, một bé Short. Size lớn nha anh em. Con này là 36 cm. Càng dài miên man luôn. Short rất đẹp. Đó. Trời ơi. Ăn thì thôi khỏi nói luôn. Ba mươi bốn củ thôi anh em ơi, bữa nay còn có 34 củ thôi. Đó, ô số 10 Short siêu càng. Đó, 34 củ. Con cuối cùng trong clip này nha anh em. Rồi anh em thích con nào thì Zalo cho em nha. Con này râu chỉ thiên ha, chuẩn chỉ ha. 34 cũ ô số 10 bé Short 36 cm. Rồi ok, chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo nha. Ok, bye bye.